để thu hút doanh nghiệp chiến lược đầu tư vào các khu kinh tế khu công nghiệp trên địa bàn ủy ban nhân dân tỉnh đã giao ban quản lý khu kinh tế tỉnh xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư cụ thể trên cơ sở ra soát đánh giá các chính sách hỗ trợ đầu tư đang triển khai tại một số tỉnh thành phố trong nước ban quản lý khu kinh tế tỉnh đã xây dựng hồ sơ đề xuất xây dựng nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung này trong đó, đề xuất xây dựng các chính sách hỗ trợ liên quan đến san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, đào tạo lao động và hỗ trợ phát triển thị trường. Tại cuộc họp lãnh đạo các sở ban ngành liên quan đã góp ý về các chính sách dự kiến hỗ trợ nhằm thu hút các dự án đầu tư tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, trong đó tập trung vào mức kinh phí hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ, thời gian hỗ trợ Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Báo Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh nghiên cứu kỹ các chính sách dự kiến hỗ trợ cụ thể đối với các khu kinh tế, cụm công nghiệp. Các chính sách phải tạo được sự hấp dẫn với nhà đầu tư để thu hút doanh nghiệp vào địa bàn. Phân tích làm rõ từng đối tượng thụ hưởng, đặc điểm từng khu kinh tế, khu công nghiệp để xây dựng chính sách phù hợp. Ngoài các chính sách được quy định tại điều 18 Luật Đầu tư thì cần nghiên cứu bổ sung thêm một số cơ chế chính sách cụ thể về hỗ trợ giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, thủ tục đầu tư. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh phải khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết về hỗ trợ đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để lấy ý kiến góp ý của các sở ngành liên quan, đảm bảo sát thực tiễn, có tính khả thi, phân đấu trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm nay.